Tập 7 Snail Mentor, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng liên thủ báo thù, Hương Giang bức xúc dược thủy tiến thiên vị. Sau khi mất đi hai thí sinh trong tập 7 Snail Mentor, Hương Giang bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng dược thủy tiến thiên vị mai ngô của team Thanh Hằng. Tối ngày 2 tháng 9, tập 7 của chương trình Snail Mentor lên sóng thu hút sự quan tâm của dư luận về kết quả đi hay ở lại của Mai Ngô, được đánh giá là thí sinh tiềm năng nhất. Sự rớt phong độ của Mai Ngô trong tập mới khiến đội của Thanh Hằng đứng trước nguy hiểm. Để giảm thiểu rủi ro bị loại thêm thí sinh, Thanh Hằng buộc phải đưa Mai Ngô và Tường Vân vào vòng loại trừ, trong khi đội của Hân Giang chọn Cao Ngân và có lẽ Phương Nguyễn đưa vào vòng loại. Dược Thủy Tiến đã quyết định phá lệ, không đặt câu hỏi như trình tự thông thường mà thẳng tay dùng quyền cứu thí sinh để cứu Mai Ngô. Mặc dù anh biết đã trúng chiêu của Thanh Hằng, nhưng Dược Thủy Tiến khẳng định quan điểm Mai Ngô không đáng bị loại trong tập này. Chính quyết định của Dược Thủy Tiến đã làm Hương Giang nổi giận. Cô cho rằng Thanh Hằng biết rõ bất kỳ ai cũng không muốn loại Mai Ngô. Vì vậy, để không mất thêm thí sinh, Thanh Hằng đã đưa Mai Ngô vào vòng loại để chơi chiêu. Hương Giang cho rằng bản thân Dược Thủy Tiến vì cả nể, sợ khán giả đánh giá nên sẽ không dám loại thí sinh mạnh. Không những thế, Hương Giang còn chỉ trích Dược Thủy Tiến đặc cách trong tập này. Bất ngờ, ai chơi chiêu với Dược Thủy Tiến thì Dược Thủy Tiến đều không dám loại. Vậy thì quá dễ rồi, lần sau mình cứ gửi những thí sinh mạnh nhất vào là đảm bảo an toàn. Cuộc chơi cũng quá là dễ đoán. Về phía Thanh Hằng, cô không phủ nhận chuyện chơi chiêu sau nhiều lần mất đi thí sinh trong các tập trước của Snail Mentor. Thanh Hằng phải làm mọi cách để bảo toàn quân số tốt nhất có thể. Mọi thứ phải công tâm theo ý của Hương Giang à, Hương Giang giữ điều đó mà dùng. Nhiều khán giả đồng tình với Thanh Hằng vì hiện tại số lượng thí sinh đội của cô khá ít, chỉ cần sơ suất có thể sẽ nguy hiểm cho cả đội. Trong khi đó, những tập trước Hương Giang cũng không ít lần chơi chiêu và đội của cô cũng là team có quân số đông nhất nên việc nổi giận với Thanh Hằng và Dược Sĩ Tiến là không thuyết phục. Một số người xem còn tính ý nhìn ra hai chị Đại, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà còn bắt tay liên thủ để phục thù cho những màn Hương Giang loại thí sinh trước đây. Trong tập này, sau chiến thắng thuyết phục, Hồ Ngọc Hà có toàn quyền quyết định số phận ai bị loại và ai ở lại tiếp tục. Cuối cùng, cô trao cơ hội cho Tường Vân của team Thanh Hằng. Điều này đồng nghĩa với việc hai thí sinh team Hương Giang là Cao Ngân và Black Phương Nguyễn rời khỏi Snail Mentor. Đây cũng là kết quả khiến người xem hài lòng.